Xin chào tất cả mọi người, có phải mọi người thấy Petra xung quanh nó khá là lạ không? Tại vì mình đang ở một nơi rất xa nhà. Mình nhận được một cái lời mời tham dự sự kiện ra mắt của một cái ứng dụng audio vào ngày mai trên Sài Gòn. Cho nên ngày hôm nay mình đã lên rồi và đây giống như là một chuyến công tác nho nhỏ của mình vậy. Và mình sẽ quyết định là vlog lại tất cả những cái hoạt động của mình. Đầu tiên là một lát nữa thì mình sẽ đi mua sắm cho cái trang phục ngày mai mà mình mặc đến dự sự kiện. Sau đây mình sẽ đi ăn với chị Marina, chị đồng nghiệp của mình. Ok, bây giờ thì không làm mất thời gian của các bạn nữa, bắt đầu thôi. Ok, tôi đã về tới khách sạn rồi và một lát nữa lúc 8 giờ tôi sẽ có một ca tư vấn, 9 giờ sẽ có một ca tư vấn. Tại vì tôi nhận cái lời mời sự kiện này sau khi mà tôi đã set up xong cái đợt 3 rồi, cho nên tôi không thể thay đổi lịch của các bạn quá nhiều. Cho nên là dù đang đi công tác thì tôi vẫn có hai ca tư vấn vào tối ngày hôm nay. Sau đó thì tôi nghĩ là tôi sẽ đi dán trắng răng. Tại vì nếu mà mọi người có theo dõi thì mọi người cũng biết là đợt trước khi mà tôi unbox cái combo hai hộp dán trắng răng á, tôi đã xài hết cái hộp là liệu trình 21 ngày rồi và cái răng của tôi nó đã có một cái độ trắng nhất định. Nhưng mà ngày mai là một cái dịp quan trọng cần nhiều sự chuẩn bị một chút, cho nên là tôi quyết định là tôi sẽ dán cái hộp còn lại. Cái hộp này chỉ có 4 miếng thôi mọi người, và nó là kiểu làm trắng mạnh hơn nữa. Nó là miếng này dán tới 1 tiếng đồng hồ và nó chuyên dành cho những cái dịp quan trọng mà các bạn cần trắng răng một cách nhanh chóng hơn ấy. Đấy, thì tôi sẽ dùng cái miếng này. Rồi sau đó là skin care và đi ngủ. Ok, và chúng ta sẽ gặp lại nhau sau khi tôi tư vấn xong nha. Mới vừa tư vấn xong và bây giờ đó là 22:20 rồi mọi người. Mình nghĩ là mình sẽ tẩy cái môi mình đi ha. Rồi sau đó là mình sẽ sử dụng cái miếng dán trắng răng này, tại vì nó tốn tới 1 tiếng đồng hồ lận. Mình dùng nước tẩy trang này của BOM mình cảm thấy rất là ok luôn á. Nhất là những hôm mình có make up á thì mình tẩy nó đi, thì cái nước tẩy trang này nó giúp mình tẩy sạch hết tất cả mọi thứ luôn. Trong hộp này chỉ có đúng 4 miếng thôi mọi người, như mình nói ấy, thì một miếng này là phải 1 tiếng đồng hồ. Cho nên là trong cái lúc mà mình dán cái miếng này á, thì sẽ tranh thủ là tẩy trang hết nguyên mặt, mình rửa mặt rồi mình đi tắm. Thì mình nghĩ là lúc đó có thể là đã qua 1 tiếng đồng hồ. Cho hàm răng trên, miếng này cho hàm răng dưới. Mình sẽ gắn cho cái hàm răng dưới trước nha. Me and you won't work out.
snot on you, my baby. I'm just not the right kind of girl for you. You deserve somebody who's loving you. You shouldn't call me later. Promise it's for the better. I'm just not the right kind of girl for you. Cause I got a rule. I hold on to my heart. Share with nobody. So serious, can't you just be mine for a night, my love? Take it off, put it on, then be on your way. It's not your fault, my baby. It's not on you, my baby. I'm just not the right kind of girl for you. You deserve somebody who's loving you. You shouldn't call me later. Promise it's for the better. I'm just not the right kind of girl for you. Cause I got a rule. I hold on to my heart. Tôi không biết là mọi người nhìn qua video mọi người có thấy được không? Nó kiểu lên hẳn một tông luôn ấy. Cho nên là ok, tôi đã có thể tự tin hơn cho ngày mai đi dự sự kiện rồi. Và tôi cũng đã skin care xong. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ là tôi sẽ ăn một cái gì đó. À, hồi nãy đi ăn sushi tôi không có ăn hết mà phải gói đem về. Tại vì mới nãy quá nhiều cơm luôn ấy mọi người. Thì tôi sẽ phải ăn cái phần sushi còn lại. Này mọi người còn rất là nhiều luôn ấy. Trời thơm dã man luôn ấy. Give the video a like. It's Aaliyah. Thanks Aaliyah. In English we would Usually I'm Spano. But 8 there, so well done to Aaliyah for that. Thật sự rất là no luôn ấy mọi người. Vẫn còn 2 cục. Không có ăn hết được cho nên là tôi nghĩ là tôi sẽ đóng nó lại và tôi sẽ cất nó vào trong tủ lạnh. Ok, và tiết mục cuối cùng của ngày hôm nay sẽ là đi đánh răng, sau đó tôi sẽ được đi ngủ. Và sau khi tôi đánh răng 2 phút với cái chế độ sạch sâu rồi thì bây giờ tôi sẽ chỉnh tiếp tới cái chế độ trắng răng ở đây. Thêm 30 giây là chế độ trắng răng nữa là ok. Phải nói là ngày hôm nay tôi quá mệt mỏi rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn đi ngủ sớm để sáng mai chúng ta sẽ make up laptop lên đồ về đi dự sự kiện. Ok, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nha. Bye bye. The next day. Hi, xin chào mọi người. Bây giờ đã là 10 giờ rồi mọi người. Tôi sẽ make up và làm tóc và lên đồ để chuẩn bị đi dự sự kiện. Này, đây là cái đầm mà tôi sẽ mặc. Sáng nay tôi đã dậy ăn sáng và skin care rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu make up thôi. I'm in safety. Tell her I can't snake me. Ray gun on safety. My girl so tasty. Tell her it's your world. She want the two-tone spaceship. Blow smoke screen daily. So the stress don't faze me. I'm going. I keep it factual. I'm on sabbatical. I'm out in Central America. I need a break from hysteria. Park like the one with the carousel. I get it lit in your area. I'm locked to the vision. It couldn't be clearer. You couldn't pay me to care enough. I dare you to hate me supreme with the sound through the stereo. So turn it up loud when you hearing us. We live and it's good in your area. My mama proud. She tearing up and it's going down. Got your girl aroused by these massive stacks like 100 pals. Running big laps till the sun is down like 100 miles. Tinted frames on me leaning down. I'm winning now. Been a while, you ain't like me then, but how you like me now? Red one, if I hold you down, I'ma keep it there till we in the ground. Jet black when I paint the town, only blue sheets when they pay me now. Treat a setback like a step back, wave. I got the game in a vice grip, way up when the virus clear. All my niggas on the flight list, verbally gifted. Take the plot and I twist it, got it big lit. Sage with the incense, got my mind rinsed, won't stop, I'm relentless. I'ma need safety, tell her I can't snake me. Ray gun on safety, my girl so tasty. Tell her it's your world. She want the two-tone spaceship. Blow smoke screen daily. So the stress don't faze me. I'm going. I want a grill for the mouthpiece. So bright that it light on my face. Your shawty just call me a fave. Cause she like my character traits. Ok, vì tôi nghĩ là tôi đã có một cái lớp make up. Nói chung là cũng được. Đúng không mọi người? Mình thấy
cũng hợp để đi dự sự kiện mà, đúng không? Ok, bây giờ sẽ lên đồ. Ok, đây là tôi của hiện tại, vẫn còn mặc đồ ngủ đúng không? Bây giờ mình sẽ biến hình thay đồ nha. Mình đã biến hình xong rồi. Mình đã làm tóc này mọi người. Đây là một cái kiểu tóc mà gọi là cọ xòe. Mình thấy rất là đơn giản và cũng rất là phù hợp với cái tóc của mình hiện tại. Tại vì mình mới đi làm tóc, mình mới dụi tóc á. Đây, những cái đuôi tóc nó rất là thẳng. Với lại một cái nữa là mình cắt layer, cho nên mình sẽ không thể nào làm kiểu tóc gì khác được. Và phần mái phía trước thì mình sẽ để hai cộng hai bên như thế này. Mình đã đeo thêm một cái đôi bông tai kim loại màu vàng. Và mình đã mang một đôi giày cao gót. Lâu lắm rồi mình không có mang giày cao gót đâu mọi người, cho nên là khi mang lại thì cảm giác nó hơi lạ lạ chút xíu. Và với cái kiểu dáng đầm mà nó hơi ngắn như thế này ấy, thì mình sẽ phải mặc thêm một cái quần trong, quần bảo hộ cho nó an toàn ha, tránh cái việc lộ hàng. Và cái thiết kế của cái đầm này ở phần cổ ấy mọi người, nó hơi rộng một chút xíu. Và hơn nữa là cái phần cúp ngực này nè, nó chỉ ở giữa ngực của mình thôi, cho nên là mình quyết định là mình sẽ mặc một cái miếng dán silicone và kiểu gài lại chính giữa như thế này, thì sẽ giúp cho cố định được cái phần ngực của mình và mình không có lo là trong cái lúc di chuyển đi tới đi lui hay ăn uống này kia mình sẽ bị lộ hàng gì hết. Ok, còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở sự kiện nha. Tôi qua mất còn một thứ mà tôi rất là muốn khoe với mọi người, đó chính là mọi người có đoán được đây là gì không? Đây là cái thư mời dự sự kiện ngày hôm nay á mọi người. Thật sự rất là sáng tạo luôn ấy. Tại vì đây là buổi sự kiện ra mắt ứng dụng Sadio, một cái ứng dụng về âm thanh. Và tôi cũng có hợp tác với Sadio, kiểu như là chuyển những cái video của tôi ở trên YouTube thành âm thanh, audio mọi người có thể nghe mọi lúc mọi nơi đồ. Và khi mà tôi nhận được cái thư mời tôi rất là bất ngờ luôn á. Ở đây có chữ Thảo My tên của tôi. Và nó được làm là giống như là một cái băng ngày xưa á mọi người. Nhưng mà như vậy là chưa hết đâu nha. Ở trong đây ha, cái cuốn băng này. Ở ngoài trước là tên tôi đúng không? Sự kiện đúng không? Ở phía sau có một cái mã QR ở đây. Ok, bây giờ tôi sẽ cho mọi người xem lại trong cái mã QR này nó có những gì nha. Mình sẽ truy cập vào một cái trang web. Rồi sau đó là rất là dễ thương luôn á đúng không mọi người, rất là sáng tạo luôn á, và lần đầu tiên mà tôi thấy cái kiểu 3D như thế này luôn. Ok, còn bây giờ thì cùng nhau tới sự kiện nha. I'm not sorry cause that was intentional. I meant every word that I said. Yeah. You get angry with me cause I'm flexible. End of how I like things in the bed. Oh, oh. Like an ocean, it's deep and it's open. The one thing I promise, I'll always be honest. Eternal devotion, if we keep things open. If you love all of me, yeah, then you let me be free, yeah. If you love me, then you let me be free. If you love me, yeah. I know this you're driven by jealousy, But my soul is nothing you own, no. Vở kịch có tên gọi Hành trình chạm đến âm thanh.
Chắc là chúng ta cho một tràng pháo thật lớn. Cảm ơn các bạn. I'm not sorry cause that was intentional. Uh-huh. I meant every word that I said. Yeah. You get angry with me cause I'm flexible. Uh-huh. End of how I like things in the bed. Oh, oh, no. My heart's like an ocean. It's deep and it's open. The one thing I promise, I'll always be honest. Eternal devotion. If we keep things open. If you love all of me, yeah, then you let me be free, yeah. If you love me, then you let me be free. If you love me. Okay, và đó là một ngày đi sự kiện của mình. Cảm ơn mọi người đã xem tới đây. Nếu mà mọi người thích cái video clip này thì đừng quên like cũng như là subscribe kênh YouTube của mình. Mình sẽ còn trở lại với những clip tiếp theo. Bye.